Sau một thời gian theo dõi, đối tượng Kha Văn Phong sinh năm 1969 trú tại xã Hữu Lập, huyện Kỳ Sơn, vừa bị lực lượng công an bắt giữ tại khu vực Bản Na, xã Hữu Lập về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật cơ quan công an thu giữ gồm 2.600 viên ma túy tổng hợp, một khẩu súng, 18 viên đạn, trong đó có một viên đã lên nòng. Hiện công an huyện Kỳ Sơn đang tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án. Thank you.